Năm con giáp trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch gặp vận hốt lộc trời cho. Đừng coi thường con giáp này, chắc chắn họ sẽ đổi đời và giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể. Bất kể cuộc sống người khác ra sao, nhưng với riêng những con giáp này thì 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Những con giáp dưới đây càng bị người đời chà đạp khinh miệt thì càng coi thường, lại càng có được nhiều thành tựu lớn lao trong công việc, hậu vận vô cùng giàu có, khiến nhiều người đỏ mắt. Vốn dĩ, với những người phải trải qua nhiều giai đoạn thì mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người một số mệnh, vì vậy không phải ai sinh ra cũng sung sướng, chắc chắn sẽ sung sướng cả đời. Ngược lại, không phải ai khổ cũng sẽ chịu cảnh lầm than cả kiếp. Năm con giáp này là năm con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ trong một đêm. Có những người chỉ cần bước sang một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có nói cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé. Đầu tiên đó là tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thì rất cẩn trọng, siêng năng trong công việc, tài vận của bạn vào tháng 5 này có cải thiện nhiều so với những tháng trước đây. Vào cuối tháng 5 thì con giáp này dễ được quý nhân chỉ đường dẫn lối, trao cơ hội phát triển sự nghiệp. Quý nhân của bạn trong tháng này đó là nữ. Điều quan trọng là tuổi Ngọ cần làm việc chăm chỉ, cẩn trọng hơn nữa. Mọi cố gắng nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi Ngọ làm kinh doanh sẽ ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị, doanh số bán hàng cũng tăng nhanh, kéo theo mức lợi nhuận khủng. Tuy đạt được thành tựu nhưng con giáp này vẫn cần giữ thái độ khiêm nhường, luôn nỗ lực học hỏi để vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp. Trong tháng này thì cần tránh những vật sắc nhọn, tránh thị phi để tránh xảy ra những chuyện không đáng có. Tuổi Thìn. Về tính cách thì tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, tham vọng rất lớn. Nếu biết phát huy ưu điểm này thì sự nghiệp rất dễ thành công rực rỡ, thu nhập tỷ lệ thuận với những nỗ lực mà người tuổi Thìn bỏ ra. Tử vi chỉ rõ những người mang mệnh rồng sẽ được thần tài chiếu cố về công danh sự nghiệp, dự đoán sẽ là một trong những con giáp rất giàu có viên mãn cùng với cuộc sống lên hương và dư giả trong dịp cuối tháng tới đây. Theo tử vi học thì cuối tháng 5 âm lịch là thời điểm thuận lợi nhất của tuổi Thìn, không nên bỏ lỡ, sẽ có đổi vận một cách dễ dàng, tạo được bước tiến cho tương lai của mình thêm phần tốt đẹp. Bản mệnh có nhiều cát tinh vây quanh, cục diện Tý Thìn bán hợp, tạo điều kiện cho việc kiếm tiền trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn trước đó nhiều phần. Nếu những chú rồng làm việc trong những ngành nghề có liên quan đến yếu tố thủy hay kim thì càng được trợ mệnh, cát khí tăng tiến, con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện tốt năng lực của mình. Nhờ thế mà việc tăng lương, tăng thưởng cũng dễ dàng hơn. Theo dõi tử vi tài lộc của tuổi Thìn 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch năm 2020 là khoảng thời gian khá lý tưởng để con giáp này tìm cơ hội phát tài phát lộc cho mình. Bản mệnh có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình mà không cần phải căng thẳng, lo lắng quá nhiều. Tiền bạc kiếm được trong tháng không vì thế mà có nghĩa là do may mắn. Mọi thứ bạn có đều do chính đôi tay mình làm ra, nhờ vào trí tuệ, năng lực và công sức mình bỏ ra. Nếu có điều kiện, hãy thử tìm kiếm cơ hội để đầu tư, hợp tác kinh doanh, nhất là các dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, đồ uống, đồ kim loại hay tài chính, thì cơ hội dễ thành công, phát tài phát lộc cực kỳ lớn. Tuy nhiên, do hung tinh đeo bám nên làm gì cũng trở nên quá mức liều lĩnh. Hãy kiểm tra kỹ các thông tin và cân nhắc thận trọng để không mắc phải sai lầm không đáng có mà đánh mất đi vận may tài lộc của mình. Quả là không ngoa khi mà nói rằng tuổi Thìn là con giáp giàu có và may mắn nhất trong tháng 5. Công việc của bạn tiến triển thuận lợi, kế hoạch đã được cấp trên thông qua. Chỉ cần cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa, đến cuối tháng, tiền sẽ về đầy tài khoản của bạn. Nhờ các mối quan hệ hữu hảo, tuổi Thìn làm kinh doanh nhận được nhiều đơn hàng, doanh thu cứ thế tăng cao. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn tìm kiếm bạn làm ăn cùng chí hướng, tìm được người cộng sự đắc lực. Các dự định bấy lâu nay ấp ủ đều trở thành hiện thực. Từ giờ cho đến cuối tháng 5, có thể nói các cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp với người tuổi Thìn. Chỉ cần chăm chỉ biết cách nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo đói. Tuổi Thân. Người tuổi Thân là người thông minh, nhanh nhẹn, họ là người có ý chí tiến thủ. Cuộc đời của tuổi Thân thì thường nhận được sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống tuổi Thân thì khá ổn, tiểu vận may mắn, nhưng trung và hậu vận thì phải cố gắng rất nhiều để cuộc sống tốt hơn. Người tuổi Thân thì nổi tiếng thông minh, khôn khéo, giỏi xoay chuyển tình thế.
Trong công việc, bạn là người chăm chỉ, có trách nhiệm, có chí tiến thủ. Nhờ đạt được những thành tích tốt, tuổi Thân được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều cơ hội dự án. Tử vi của tuổi Thân trong cuối tháng 5 âm lịch thì sẽ ở đỉnh cao của sự may mắn. Nhờ thần tài bên trái, quý nhân bên phải mà tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội đổi đời. Chỉ cần kiên trì chăm chỉ thì chắc chắn sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, kiếm được nhiều tiền. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 5 trở đi, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc thì càng thành công, sự nghiệp không chỉ phát triển mà tài vận càng dồi dào. Các doanh nhân tuổi Thân sẽ có một khởi đầu tốt, sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ để giúp cho con đường khởi nghiệp của bạn trở nên suôn sẻ hơn. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ may mắn trong sự nghiệp, làm việc một cách hiệu quả hơn và giành được sự công nhận của sếp với thành tích cá nhân xuất sắc. Đối với những người săn việc làm thì bạn sẽ may mắn ở mức trung bình cho sự nghiệp và sự khó khăn do môi trường mới mang lại có thể khiến cho bạn không thể làm việc trong trạng thái tốt. Do đó, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định về nhảy việc, tham khảo ý kiến của những người đi trước và chọn một công việc phù hợp nhất. Những chú khỉ sẽ nhận được sự giúp đỡ của thần may mắn và những ngôi sao tốt lành vào cuối tháng này. Do đó, bạn sẽ cảm thấy khá là may mắn cả về thu nhập và công việc. Thu nhập tiền lương sẽ được cải thiện và nhận được mức thù lao mong muốn. Ngoài ra, việc chịu khó lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm cùng quá trình tích lũy trong học tập, nhận thức sẽ mang lại cho bạn rất nhiều tài lộc từ đầu tư, quản lý tài chính. Tuy nhiên thì bạn nên chi tiêu hợp lý. Từ giờ cho đến cuối tháng 5, tuổi Thân làm không hết việc, cơ hội nối tiếp cơ hội nên tiền bạc cũng tự chảy vào túi. Miễn là bạn cố gắng hết mình, sự nghiệp sẽ thăng hoa, thành công hơn nữa. Tuổi Thân may mắn nhất vào cuối tháng 5, lúc này con giáp này nhận được tin vui tăng lương thăng chức, nhiều cơ hội đến tay. Quý nhân trong tháng này của bạn đó là nam giới, vì vậy khi đạt được những thành tựu, đừng quên tri ân họ. Đối với tuổi Mùi, bước qua giai đoạn khó khăn vào giữa năm thì càng về cuối tháng thì tuổi Mùi càng gặp may mắn và vượng phát về đường tài lộc. Vận đỏ của họ lại càng thể hiện rõ, làm gì hầu như cũng thành công, thu về thành quả rực rỡ. Nếu không quá giàu có thì tiền bạc cũng dư giả, không phải lo lắng gì nhiều về chuyện chi tiêu. Đặc biệt thời điểm may mắn đỉnh cao của họ đó là kết thúc vào cuối tháng, thế nhưng điều đó cũng đủ để tuổi Mùi có một khoản lớn để đầu tư vào những dự án khác trong thời gian tới. Tuổi Mùi cần phải biết tận dụng thời cơ quý giá này để thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ để đạt được thành quả cao nhất có thể. Tuổi Hợi, xem tử vi cuối tháng 5 âm lịch, tuổi Hợi có tài chính khá vững vàng, bản mệnh có thể tự quyết định những chuyện mình muốn làm mà không cần phải nhờ cậy vào bất cứ ai. Bản mệnh được trời cho lộc làm ăn buôn bán thuận lợi suôn sẻ. Con giáp này sẽ có lợi nhuận tăng vọt bởi hàng hóa bán được ầm ầm, khách hàng tới tấp ra vào. Nhờ có chữ tín nên tuổi Hợi được khách hàng giới thiệu qua lại với nhau chứ không cần phải quảng cáo gì nhiều. Bản mệnh hãy tin tưởng vào chính bản thân mình. Đừng cho rằng bản thân đã suy nghĩ viển vông, có nhiều chuyện phải thử mới biết là có được hay không, phải làm qua mới biết được mình đúng hay sai. Trên đây là những con giáp may mắn được lộc trời cho, hốt được lộc trời. Có thể nói là may mắn nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công. Nhận hết lộc trời, phú quý giàu sang. Xin được chúc mừng 5 con giáp được chúng tôi nhắc ở bên trên. Có lẽ quý vị và các bạn không thuộc những con giáp trên đang rất tò mò, không biết vận trình của mình trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch như thế nào đúng không ạ? Vậy thì hãy cùng chúng tôi theo dõi vận trình chi tiết tài lộc của 12 con giáp ngay sau đây. Tuổi Tý, tử vi cuối tháng 5 của 12 con giáp nói rằng đầu tháng thì tuổi Tý dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp, nhưng sau đó mâu thuẫn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Thiên ấn và chính quan còn cho thấy bản mệnh có dấu hiệu được cân nhắc. Cuối tuần chính tài xuất hiện báo hiệu những chú chuột sẽ gặp nhiều may mắn. Lời khuyên cho gia chủ tuổi Tý trong tháng này đó là cần chi tiêu một cách hợp lý hơn. Đại hao cho thấy bản mệnh cần chi tiêu đúng với mức thu nhập của mình, chớ học theo người khác mà vung tay quá chán, luôn luôn phải có khoản dự phòng cho tương lai. Thứ hai đó là tuổi Sửu. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của 12 con giáp nói rằng đầu tuần sẽ là khoảng thời gian rất thuận lợi cho những người làm kinh doanh. Người tuổi Sửu có thể tìm được cơ hội rất hay và làm ăn tốt trong khoảng thời gian này. Trong tuần thì những chú trâu cần thận trọng trong các mối quan hệ với cấp trên. Thiên quan và thương quan cho thấy công việc của bản mệnh khó lòng thuận lợi trong tuần này. Các mối quan hệ nơi công sở có vai trò rất quan trọng, cư xử khéo léo vẫn là việc nên làm. Về tình cảm, nhìn chung vận trình lên xuống khá thất thường, có lúc hòa hợp, lúc lại không ngừng tranh cãi. Người đã có đôi tưởng chừng hiểu biết về nhau và đôi bên cùng thống nhất ý kiến,
Song khi xảy ra vấn đề mới thấy còn quá nhiều điều chưa hiểu. Tiếp theo đó là tuổi Dần. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của 12 con giáp nói rằng đầu tuần là lúc mà tuổi Dần phải va vấp nhiều, có thể mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp để bảo vệ quan điểm của mình. Những chú hổ chớ vội lo lắng vì giữa tuần trở đi, bản mệnh sẽ khẳng định được bản thân mình, được mọi người công nhận năng lực. Bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần phải chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến công việc gặp nhiều rắc rối. Cùng với đó thì bản mệnh cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Về tiền bạc, nhìn chung tuổi Dần tuần này không có biến động gì nhiều, bản mệnh không có sự gia tăng nguồn thu nhưng vẫn đảm bảo được thu chi. Về tình cảm, giữa tuần bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của ai đó nhưng không đủ để xua tan đi tâm trạng u ám của mình. Người độc thân khép mình, chưa sẵn sàng cho một tình cảm mới, người có đôi có cặp thì khó tránh mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm. Tuổi Mão. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của tuổi Mão thì được thực thần chiếu mệnh, tình hình tài chính sẽ có sự khởi sắc, người làm ăn kinh doanh có thể nhận được một khoản lời lãi nhờ mối đầu tư trước đó. Về tình cảm, các cặp đôi tuổi này thì gặp được nhiều điều như ý, có ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng của bản mệnh. Tuy nhiên thì thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của nữ mệnh có nhiều điểm sáng hơn so với nam mệnh. Tuổi Mão nhận được ra ai là người chân tình với mình và ai chỉ là sự giả dối. Tuổi Thìn. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của 12 con giáp nói rằng những ngày đầu tuần trôi qua khá là nhẹ nhàng, song về cuối tuần dễ có rắc rối ập tới. Thương quan và tỷ kiên cho thấy cấp trên hoặc đồng nghiệp rất có thể là người đem đến rắc rối, cần chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói, cư xử nơi công sở. Đổi lại, người tuổi Thìn dễ gặp nhiều may mắn trong đường tiền bạc. Với người làm kinh doanh, đây sẽ là khoảng thời gian làm đâu chúng đó. Bản mệnh có được những mối khách hàng thân thiết, đối tác triển vọng, hứa hẹn sự gia tăng nguồn thu bền vững. Lời khuyên cho những chú rồng trong tháng này là đừng ngại khó khăn và đừng lùi bước. Thành công chỉ đến với những người dám đối mặt và vượt qua. Sao dịch mã cho thấy nỗ lực bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Tỵ. Tử vi của những ngày cuối tháng 5 của 12 con giáp nói rằng giữa tuần tỷ kiên và kiếp tài ám ngữ, sự nghiệp của tuổi Tỵ gặp khá nhiều khó khăn. Bản mệnh vốn là người nhanh nhạy nhưng đôi khi hành xử quá nóng vội hoặc là làm việc một cách đơn độc, cuối tuần vận trình sẽ có nhiều phần sáng hơn. Người làm công ăn lương hay là làm kinh doanh sẽ có nguồn thu khá trong tuần này. Chính tài và thực thần cho thấy bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đầu tuần, những người có đôi, có cặp thì chuyện tình cảm gặp nhiều thuận lợi, hai người dành cho nhau những tình cảm hết sức lãng mạn. Tuy nhiên thì cuối tháng 5 âm lịch là lúc cả hai cần phải chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình, tránh làm tổn thương nhau hay là đôi co vì những điều không đáng. Tuổi Ngọ. Những ngày cuối tháng 5 thì tuổi Ngọ cần phải nắm bắt cơ hội một cách triệt để khi mà khoảng thời gian đầu tuần đến giữa tuần có thể xuất hiện một vài cơ hội làm ăn tốt. Đây là khoảng thời gian thử thách và đánh dấu bước nhảy vọt với người dám nghĩ dám làm. Lời khuyên dành cho những chú ngựa trong tuần đó chính là cẩn thận trong bất cứ trong việc gì. Khi tham gia giao thông cần đặt an toàn lên hàng đầu, không vì vội vàng mà đi nhanh, đi ẩu. Tuổi Mùi. Tử vi của những ngày cuối tháng 5 đối với tuổi Mùi sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Thiên tài và thực thần chiếu mệnh cho thấy người làm kinh doanh có thể thu về được một khoản kha khá trong tuần này. Sự nghiệp thì lại chẳng được thuận lợi như thế. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp dưới tác động xấu của kiếp tài và tỷ kiên. Điều bạn cần làm bây giờ đó là giữ vững những suy nghĩ tiêu cực, bởi chỉ có không ngừng cố gắng vươn lên thì mới càng trở thành một người xuất sắc hơn. Chuyện tình cảm của tuổi Mùi cũng có nhiều dấu hiệu tích cực, nhờ biết chủ động dành cho nhau sự quan tâm mà người có đôi tình cảm thêm bền chặt. Sao Bắc Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ trong tuần, hãy tinh tường để nhận ra ai là người chân thành, ai đến vì lợi dụng. Tiếp theo là tuổi Thân. Tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 đối với tuổi Thân thì chớ nên chủ quan khi làm bất cứ việc gì. Mọi việc khá thuận lợi có thể khiến cho những chú khỉ chủ quan dẫn đến rắc rối, bản thân trở tay không kịp. Còn về tài vận thì những chú khỉ gặt hái thành quả lao động của mình, người làm công ăn lương có thể nhận một khoản thưởng nóng hay là khoản đầu tư bên ngoài. Người làm kinh doanh thì nhìn chung công việc thuận lợi. Về tình cảm, áp lực công việc khiến cho bản mệnh trở nên dễ cáu gắt. Hai người có thể cãi cọ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt, không đáng. Hãy cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng của mình. Đừng để bản thân quá lao lực rồi đổ những mệt mỏi lên cho người khác. Tuổi Dậu. 10 ngày cuối tháng 5 của tuổi Dậu
thì lên xuống khá là thất thường về sự nghiệp. Thiên ấn và chính quan cho thấy bản mệnh có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, đó cũng là lý do mà bản mệnh gặp phải sự ghen ghét của kẻ tiểu nhân. Thiên quan và thương quan cảnh báo bản mệnh hãy cẩn thận với những kẻ tiếp cận mình. Có thể đó là tiểu nhân tìm cách ngáng trở sự phát triển. Sao thiên đức cùng với chính tài và thiên tài và thực thần phù trợ. Cuối tuần là lúc mà cơ hội làm ăn đến tới tấp, bản mệnh có thể thu hồi được một khoản lời khá, bù đắp cho những nỗ lực trong thời gian vừa qua. Hãy mạnh dạn hơn khi cơ hội mở ra trước mắt. Tuổi Tuất. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của tuổi Tuất có thể gặp phải nhiều rắc rối, đừng ngại nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh. Đó có thể là người thân trong gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, hoàn toàn sẵn sàng để có thể giúp đỡ người tuổi Tuất. Về tài vận, nhìn chung thì tuần này tuổi Tuất khá là may mắn. Những mối đầu tư sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp bản mệnh có thể nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất trong những ngày cuối tháng này là cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của mình và những người thân yêu. Bạch Hổ mang lại điềm báo bản mệnh cần nâng cao sức đề kháng, có chế độ tập luyện thích hợp và cẩn thận khi tham gia giao thông. Và cuối cùng đó là tuổi Hợi. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5, sự nghiệp của tuổi Hợi khá là tốt. Bản mệnh tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Sao tử vi mang lại ít nhiều may mắn cho tuổi Hợi trong tuần. Hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ mang đến trong thời gian sắp tới. Về tài chính thì bản mệnh không có quá nhiều biến động. Thời điểm cuối tuần tuổi Hợi có thể kiếm được một khoản kha khá từ vận may của mình. Tuy nhiên, thiên tài khuyên bản mệnh chớ nên dựa dẫm vào điều đó. Để giúp cho các gia chủ đón được quý nhân may mắn thành công đón tài lộc, giúp con đường công danh thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị, các gia chủ cần mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Sử dụng Minh Quang Pháp Bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Chương trình của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Nếu thấy video này hay, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ bảo cho ban biên tập chương trình và để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Chúc quý anh chị luôn may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.